Thước tỷ lệ với bút cứng này, có các nét bộ thủ này. Đó, chúng ta sao bút cứng xong rồi thì những cái phần clip về bút cứng này mình đã làm 214 video về các bộ thủ, hướng dẫn về các nét. Thì bạn nào chưa có clip thì các bạn liên hệ với mình nhá. Tiếp theo thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về thước tỷ lệ với bút lông. Thước tỷ lệ với bút lông này thì nó sẽ có cận cảnh các nét. Đây, ở đây là mình đang có này là 40 nét chữ Hán, nét chấm ngắn này, chấm trái này, chấm dài này, các nét phẩy này. Đấy, một loạt các nét móc, các nét gập này. Đây, có rất nhiều các nét về phía sau các bạn nhé. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các nét cơ bản trước. Ở đây thì mình đã làm hết tất cả các video về bút lông rồi. Bạn nào chưa có tài liệu về video bút lông thì các bạn có thể liên hệ với mình gửi cho các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể theo dõi với mình ở trên kênh YouTube Adenin anh nhé. Mình sẽ up các clip ở trên đó và các bạn có thể thấy, các bạn xem cũng được, hoặc bạn nào muốn nhanh thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình. Ngoài thước về các nét này ra thì mình vẫn còn các mẫu chữ Hán cơ bản này. Đây, các mẫu chữ Hán cơ bản đây, một sấp rất là nhiều. Đấy, các mẫu chữ Hán cơ bản rất là những cái, tức là những cái mẫu chữ mà nó cơ bản đấy. Tiếp theo thì tới phần bộ thủ, thì cứ một bộ thủ hay là một thiên bảng thì sẽ là ghép một chữ Hán. Đấy, đây là chữ thỉ này. Đấy, có bộ cốt này, đúng không ạ? Thân thể thì nó phải có xương cốt đi theo, đúng không ạ? Đây, đúng. Ví dụ đây là có bộ mã, đúng không ạ? Đấy, bộ mã nằm phía bên tay trái sẽ viết như thế nào thì các bạn thấy quan sát được này. Đấy, còn đây là thể khải, Âu Khải. Âu Khải là thuộc về nhà thư pháp Âu Dương Tuân, là một trong những nhà thư pháp rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc, và thể chữ của ông được đánh giá là thể chữ thư pháp rất là đẹp, cuốn hút, có cương, có nhu, có thanh, có đậm. Đấy, còn chúng ta học thước tiểu về cái bộ thước tỷ lệ này là thước về chính khải. Đấy, có trong sách vở văn bản được, tức là nó là một cái thể chữ được công nhận là cái thể chữ chính dùng để in ấn sách vở. Đấy, chúng ta học những cái thể chữ chuẩn mực như thế này thì nó sẽ tốt cho các bạn mới luyện. Còn các bạn mới luyện mà các bạn đừng nên luyện những cái thể chữ mà hành hay là thể thảo kia, viết ngoái, viết nhanh, viết ẩu kia, nó sẽ tạo ra một cái thói quen để khi các bạn mà viết chữ ấy thì các bạn có thể dịch được, nhưng mà tới người khác đọc thì họ sẽ không dịch được. Đấy, là cả cái nhược điểm là như vậy.